Ông đây hiệu trưởng trường. Thì năm vừa qua giới nghệ thuật Asun chính thức tại trung tâm thành phố Đồng Giá. Cũng như năm 2008, Asun Long Xuyên đạt thưởng qua sự trình bày của Song Kana. Tương nhiên tự học và làm chủ bản thân mình, chủ đi học mình, đặc biệt là em chuẩn bị để vào cái môi trường học tập cao hơn đó là học là một trường đại học và một đại học. Bác Thị Minh Linh, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy giáo cô giáo lời chúc mừng sức khỏe và chúc buổi tọa đàm chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu cùng quý thầy giáo cô giáo, trong năm qua nhiều năm đi khác mà còn đáp ứng được nhu cầu học cao hơn của phụ huynh và học sinh và hy vọng là một trường trung học phổ thông chất lượng cao. Thành quả của ngành giáo dục thì chúng ta không còn thấy những cái tồn tại như thế tổng thống. Chúng tôi gần đây chắc quý vị cũng đã có xem cái clip các vững vàng chưa để thể làm điều đó nếu các thầy cô ở mỗi nhà trường. Là trước hết là nó có ba khó. Khó thứ nhất là đối với giáo viên thì thực chất mà nói thì lâu nay là mình khuyến khích giáo viên. Các bạn có thể tìm hiểu về cái phương pháp IGL, nhất là sẽ giúp chúng tôi truyền đạt những cái thông tin như vậy và